Em lên cho các bác mình cái máy cắt. Cái máy cắt này là 2 tấc 30, máy lớn các bác nhá. Máy này máy lớn, cái này thì nó cũng đã sử dụng, có chảy xước. Cái này thì nó được cái là nó có cái chế độ 180 độ với mình vặn đuôi này. Cắt như thế này, cầm như này mình cắt. Một tay nó cầm nó hơi khó các bác nhá. Đây thì bác nào mình lấy con này thì em thanh lý luôn cho các bác cái giá rẻ để các bác về mình sử dụng. Nó còn nguyên cả hộp này, tay nắm này, máy này, cái đồ chụp lưỡi nó cũng còn 2 cái. Các bác nào mình lấy em thanh lý ra rẻ cho các bác thôi, 700.000, siêu rẻ, còn một con duy nhất thanh lý luôn 700.000.